Xin chào các bạn. Các bạn đang đến với tác phẩm rất khủng của tranh gỗ Bùi Gia. Và hôm nay là một ngày nóng nhất trong mùa hè năm 2017. Nhưng mà Bùi Gia đã vượt qua cái nóng của mùa hè 2017 để lắp ráp một bức tranh và một tác phẩm cực kỳ nổi tiếng và cực kỳ ấn tượng với vị khách hàng mà chúng tôi cũng rất tâm huyết và nhiều nhân duyên với anh. Bởi vì tranh gỗ Bùi Gia đã quen anh từ năm ngoái, năm 2016, nhưng mà cũng chưa có duyên để phục vụ anh được một tác phẩm. Thế nhưng mà đúng dịp này thì tranh gỗ Bùi Gia đã vừa làm xong một tác phẩm mới và phục vụ anh. Ngày hôm nay chúng tôi đã, hôm trước tôi có bút một cái hình ảnh, đó là làm thế nào để đưa con voi chui qua lỗ kim và lên được tầng 29. Thì hôm nay tranh gỗ Bùi Gia đã làm được điều đó. Chúng tôi vác tay khung tranh này từ tầng 1 lên tầng 29 và sau đó là đã hoàn thành nhiệm vụ treo lên bức tranh để đạt được đến mức hoàn hảo. Thì vị chủ nhân của bức tranh này tôi rất hân hạnh được giới thiệu với quý vị. Anh là anh Thanh, phó tổng giám đốc của tập đoàn Taseco, một trong những tập đoàn bất động sản lớn nhất tại Việt Nam, và cũng là một cái nhân duyên để đưa tranh gỗ Bùi Gia đến với tập đoàn và đến với anh Thanh, và chúng ta sẽ cùng giao lưu với anh Thanh một chút, đúng không? Mời anh Thanh xin phép được giao lưu cùng với tranh gỗ Bùi Gia. Con gái, ra đây chúng ta. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị, đây chính là vị khách hàng thân thiết, khách hàng nhiều nhân duyên với tranh gỗ Bùi Gia. Xin anh Thanh giới thiệu với mọi người một chút. Xin chào cả nhà. Mình tên là Thanh, cũng là một người mà rất là yêu tranh gỗ. Thì mình cũng đã đi rất nhiều nơi để mà tìm hiểu về tranh gỗ, và cũng muốn có cái mong muốn là đặt một cái bức tranh mà theo cái sở thích, cái mong muốn của mình. Thì cũng có đi vào cả trong Gia Lai, Đắk Lắk rồi Đà Nẵng, rất nhiều nơi, thì cuối cùng mình đã tin tưởng để đặt hàng ở bên các bạn tranh gỗ Bùi Gia để mà làm cái tác phẩm này. Thì thời gian đặt cái bức này nó cũng không phải là lâu, nó chỉ khoảng 7 tháng thôi, nó không lâu lắm, chỉ khoảng 7 tháng thôi. Nhưng mà đúng là cái ý tưởng ban đầu thì phát thảo ra thì mình cũng không tin tưởng nó sẽ được đẹp như ngày hôm nay. Thì thực tế ra là các bạn nhìn qua video thì nó sẽ không thể hiện được hết những cái đẹp của bức tranh. Thì đẹp ở đây nó là đẹp từ cái tâm hồn của người nghệ sĩ mà được ra tranh, đẹp từ những cái đường nét, rồi từ những cái tích của cái bức tranh nữa. Về tranh Bát Tiên thì mỗi một người thì nghĩ ra một cái tích khác nhau, nhưng mà chung quy lại thì nó đều là rất là tốt cho gia chủ, nên là mình cũng đã lựa chọn bức tranh Bát Tiên này, và cũng rất cảm ơn các bạn Bùi Gia đã hoàn thành một tác phẩm theo như là còn vượt qua cả những cái gì mà mình mong muốn, vì nó rất là đẹp. Và một cái điều kỳ công cuối cùng mà đến sáng ngày hôm nay 6 giờ sáng mình xuống cái tầng 1 thì phương án đưa bức tranh lên là phải 10 thanh niên to khỏe khiêng một tay đi theo thang bộ để lên tầng 29. Thì đấy là một cái mà vừa là nể phục về những cái nghệ thuật ở trong bức tranh, vừa là những cái mà phải bỏ cả những cái công sức rất là lớn của rất là nhiều người để mang bức tranh lên. Thì một lần nữa thì cũng xin cảm ơn các bạn Bùi Gia. Vâng, xin cảm ơn anh Thanh. Anh Thanh vừa chia sẻ một cái điều, đó là một cái tác phẩm đẹp, và nếu như mà nhìn qua video thì chắc chắn không thể thể hiện được hết. Thế nhưng mà xin giới thiệu với quý vị là tòa chung cư này thì có khoảng hơn 200 căn. Mỗi căn thì sẽ rơi vào khoảng nhỏ nhất là 80m và cao nhất là hơn 200m. Thì rất là mong muốn được hỏi anh Thanh, đó là nếu chẳng hạn là một vị khách nào đó tiềm năng của Bùi Gia biết đến video clip này và biết đâu lại nhân duyên cũng ở trong tòa nhà này, hoặc đâu đó quanh khu vực này, khu ngoại giao đoàn đây, thì anh Thanh có vui lòng sẵn sàng hỗ trợ Bùi Gia có thể là mở cửa hoặc là đón người ta có thể là thưởng thức thêm một cái tác phẩm đẹp như này tại nhà mình được không ạ? Thực ra thì nó rất là nghệ thuật, thì mình nghĩ rằng là
khi mà có người mà cùng thưởng thức thì nó mới là cái điều tuyệt vời. Chứ nghệ thuật mà thưởng thức một mình thì nó cũng không phù hợp lắm. Nên là cũng xin trân trọng cũng mời các bạn mà yêu về nghệ thuật, đặc biệt là tranh gỗ, qua nhà mình uống trà Thái Nguyên, ăn kẹo lạc Nam Định và thưởng thức tranh gỗ Bùi Gia. Đấy chính là một cái sự thân thiết cũng như là một sự cởi mở và gắn kết giữa tranh gỗ Bùi Gia cũng như là những vị khách của chúng tôi. Và thực lòng là không biết nói gì hơn hết, buổi sáng ngày hôm nay dự kiến là sẽ là một ngày nóng nhất trong mùa hè, nhưng mà đến giờ này hoàn thành bức tranh 10 giờ thì thật sự là cá nhân chúng tôi và tập thể tranh gỗ Bùi Gia cảm thấy rất là sung sướng và hạnh phúc. Mặc dù rất mệt từ 5 giờ kém là phải dậy để chuẩn bị đồ đạc và các thứ rồi, nhưng mà cho đến giờ này đã đạt được những cái thành công nhất định. Và chúng tôi rất là hân hoan và chào đón quý vị hãy cùng liên lạc với anh Thanh và hãy cùng đến để chiêm ngưỡng khu tòa nhà Taseco, một trong những khu bất động sản đẹp và lớn nhất khu vực đoàn ngoại giao, bên cạnh là công viên Hòa Bình. Chắc chắn là tranh gỗ Bùi Gia nếu như mà đủ lực sẽ biết đâu là sẽ làm một cái phòng trưng bày chẳng hạn ở khu vực mà tiềm năng nó lớn như này, đúng không? Và không biết nói gì hơn hết thì bằng sự là người phục vụ và đội nhóm của tranh gỗ Bùi Gia thì rất chân thành cảm ơn sự tạo điều kiện của hai bác trong nhà như là sự tin tưởng của anh Thanh, một người trẻ thành đạt và là một cái hình ảnh nghèo lắm lý tưởng của Bùi Gia vươn tới. Xin kính chúc gia đình sẽ luôn luôn mạnh khỏe, kính chúc anh và tập đoàn Taseco sẽ vươn lên trở thành tập đoàn bất động sản số 1 tại Việt Nam và ngày càng thành công rực rỡ nữa. Chúc cho bát tiên quần vũ sẽ mang lại nhiều điều may mắn, bình an và hạnh phúc cho gia đình. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn anh và gia đình của mình. Xin cảm ơn mẹ. Bắt tay chú nào. Xin cảm ơn. Quý vị có thể tham quan thêm nội thất nhà anh Thanh làm ở bên nội thất Đồng Gia, gỗ ốc chó cũng như là những cái diện tích và cái cách bố trí chung cư của nhà anh Thanh để có thể tìm hiểu thêm về bất động sản Taseco. Cho chú nhé, cho chú đây. Hai thiên thần này quá đẹp. Yeah. Hai thiên thần sao?